Ngày 19 tháng 10, Công an tỉnh Thái Bình làng tin, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 17 tháng 10, tại khu vực cống Trà Linh, thuộc địa phận làng Mạc Trà Linh làng Mạc Thủy Liên, Nguyễn Thái Thụy, đã xảy ra sâu sắc giữa hai nhóm thanh niên do mẫu thuẫn từ trước. Tại đây, Trần Văn Phú sinh năm 1993, trú tại làng Mạc Lễ Thần Đoài, làng Mạc Thái An, Nguyễn Thái Thụy bị đối tượng Nguyễn Văn Phú sinh năm 1993, trú tại làng Mạc Chỉ Thiện, làng Mạc Mỹ Lộc, Nguyễn Thái Thụy dùng súng bắn. Hậu quả, Trần Văn Phú bị mến cấp cứu dứt tại bệnh viện Đa khoa Thái Ninh đến 18 giờ 10 phút cùng ngày tử vong. Sau khi gây án Nguyễn Văn Phú bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 14 giờ 20 phút ngày 18 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã cầm giữ được đối tượng Nguyễn Văn Phú và thu hồi vật chứng là khẩu súng qua cải mà đối tượng sử dụng để gây án. Hiện vụ án đang được điều tra theo luật pháp của pháp luật.